và hoàn hảo. Hôm nay đã là ngày thứ 7 và có lẽ là các anh chị cũng đã quen với cái nhịp tập cũng như là quen với các cách vận động cơ thể. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tăng thêm những cái bài về hông nè, những cái bài về lưng nè, để cho cái khớp hông, khớp vai, khớp lưng của chúng ta được tách cơ ra và giúp cơ thể của mình càng ngày càng khỏe lên, càng chắc lên, cũng như là giảm những cái bệnh đau lưng, đau vai. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khởi động với động tác cổ, xoay cổ. Rồi xoay về, mở hết lưng vai của mình ra rồi xoay vòng tròn hết cổ. Rồi kéo cánh vai. Nhấn eo của mình xuống, mở vai ra. Siết eo lại và hít thở sâu. Xoay về. Mở hết vai ra. Rồi chúng ta sẽ nắm tay lại và quay 1, 2 thẳng tay, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi quay về 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Để nó không bị chấn thương cái phần chân của mình. Đổi chân. Rồi để tay lên hết sau. Mở hết vai của mình ra. Từ từ thở hơi không ổn lại. Đẩy lên hết sau. Thở. Hít sâu. Thở. Hít sâu. Thở. Hít sâu. Thở. Hít sâu. Thở. Rồi bắt đầu mình rộng chân ra. Để mình nghiêng. Mình nhấn. Mở. 1, 2, 3, 4, 5. Nhớ là căng ngược 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 3 nữa. Và chúng ta sẽ nghiêng đầu qua bên trái. Và tay ở trên mình nắm chặt lại. Mình mở ra.
mở ra khi cầu chậm 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 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 dòng nhắn tin cần gì lạnh lùng như thế.
em được suy nghĩ gì về những ngày tháng khi anh còn ở đây. Có lẽ chưa qua lâu đôi bên em, hay là anh cứ đi em nhé. Nếu một ngày nào đó, thẳng gối lên nha, thẳng gối thẳng lên lên, hít thở đều vô.
Đúng rồi. Mở cái vai lại. Nhào đỡ vai.
tôi ta gắn bó anh em Tiền Giang nè, nhảy b-boy chạy show đám cưới tập ngoài công viên và đời second hand khu lao động đó, nhưng anh bên đây lòng gió tiếng động nó con đang mơ giọng nó cảm ơn vì đã trân trọng nó như cùng ôm lao ngao có thật đấy là hấp nhận một và mày cầm cứng tay lấy cái tay cho mày được mày cùng tận hưởng khoảnh khắc này nếu như chưa dịch tay còn nhớ bảy ô tô đi phô la như đứa con sứ trong hoàn cảnh tương lai vừa ai khó cho hay dù bốn ba đây là người đang ngay số bảy
17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta còn một chuyện nữa. Siết bụng lại. 1 ủng hộ của tất cả các anh chị nha. Và hẹn gặp lại vào ngày số 8. Bye bye.